Và những bài este này thì các bạn hãy từ từ đọc cái dữ kiện đầu này ha. Chúng ta bắt đầu từ xuất phát từ việc cái dữ kiện trước nhé. Dữ kiện trước cái đã. À thì đây các bạn sẽ có này. M gam e ha. Thì thông thường một cái bài toán mà este nâng cao như thế này ấy, thì nó sẽ cho ta hai dữ kiện, một là đốt cháy và hai là xà phòng hóa. Thì nên đốt cháy trong oxy thì các bạn sẽ có được CO2, cái CO2 và nước ha. CO2 nó cho là 0,86, nước chưa biết rồi. Ok rồi, dữ kiện thứ hai thì cho tác dụng với NaOH vừa đủ, bạn sẽ thu được ancol. À, đây là 8,08 gram ancol này. Ancol này đề bài nó là ancol no. Rồi, cho hỗn hợp ancol no T này tác dụng với natri dư thì cái hiđro sinh ra ở đây là đây. Bạn sẽ có đây 0,12 mol. Ok. Muối, đề bài cho 21,08 gram muối. 2 muối, hỗn hợp 2 muối và 2 axit carboxylic kế tiếp nhau dựng đẳng. 2 muối. Rồi, có kế tiếp là khỏe không ta rồi nha. Rồi ok này. Thì nhiệm vụ đầu tiên là các bạn sẽ phải nắm cái nguyên tắc như sau. Về cái phần ancol ấy thì trong ancol là có cái nhóm OH, mà một OH thì tác dụng được với một natri và sinh ra 1/2 hiđro. Đó thì cái điều này quen rồi. Thì các bạn sẽ có số mol hiđro đây là 0,12 mol này. Thì bạn sẽ suy được ngay số mol OH chỗ này là 0,24. Rồi. Các este đều cho là hở nha. Các este đều cho là hở. Vậy thì hở như vậy thì sẽ tuân theo cái tắc là một nhóm COO cộng được với một NaOH tạo một nhóm CONa trong muối, và cộng với một nhóm OH của ancol. Đó, thì luôn luôn như vậy. Thì khi các bạn đã biết được nguyên tắc này rồi ấy, thì khi bạn biết được một cái, ví dụ như các bạn đây biết được nhóm OH trong ancol là 0,24 này, thì mọi thứ ở đây các bạn sẽ biết hết này. Số mol của trong muối này, số mol NaOH biết hết nha, 0,24 đó, các bạn vào rất nhanh. Mấy cái này bạn tính được hết nha. Thì nhóm CO đây là 0,24. Số mol NaOH là 0,24. Rồi, đó. Hai muối của hai axit carboxylic. Bây giờ mình sẽ xử lý muối này. Vậy các bạn bước xử lý muối nha. Một là về cái phần muối. Ở đây đề bài cho trong este của chúng ta có este đơn chức. Este đơn chức thì chắc chắn phải sinh ra muối đơn chức, đúng chưa? Chắc chắn phải sinh ra muối đơn chức. Mà đề bài nói là hai cái muối này là thuộc hai axit, muối của hai axit kế tiếp trong dạng đẳng, như vậy cả hai muối này đều đơn chức, đúng không? Hai muối này đều đơn chức và đặt R trung bình CONa. Rồi, thì việc xử lý cái muối này khá đơn giản, tại vì chúng ta đã có được số mol của gốc CONa này là 0,24, có nghĩa là số mol muối là 0,24. Tổng khối lượng muối 21,08, vậy ta sẽ bấm được suy, bấm M trung bình ngay và suy ra hai muối ngay lập tức, đúng không? Hai các bạn bấm này. 21,08 chia cho 0,24. Thì M trung bình của muối là 87,8 87,83. Về hai muối kế tiếp nhau thì chúng ta sẽ chọn muối của axit acetic, thì muối này có M lớn 82 và muối này kế tiếp của nó là CH5CONa, M lớn 96 ha. 82 96 này. Đó, rất nhanh đúng không? Và chúng ta sẽ bấm được số mol của từng muối này luôn. Bạn bấm nha, 151 82 96 21,08 11 và 0,24. Đó, thì bạn sẽ có số mol muối này là 0,14 này. Rồi, số mol muối này này là 0,1. Ok chưa? Đấy, 0,1. Như vậy muối của chúng ta đều là muối muối đơn chức hết, đều là muối đơn chức hết này, thấy chưa? Bạn thấy đều là muối đơn chức. Rồi. Bây giờ tiếp tục nha. Như vậy là xong cái phần muối. Bây giờ ta quay ngược trở lại lên cái phần phía trên này. Thì cái điều thứ hai các bạn sẽ phải làm là các bạn áp dụng định luật bảo toàn khối lượng nhé. Bạn tính như m gam là thầy nha. Bước số 2 này, các bạn bảo toàn khối lượng, bảo toàn về mặt khối lượng này. Đấy, bạn sẽ suy thấy cái m gam này nhé, cái giá trị m gam này bằng bằng cách bạn lấy khối lượng muối này cộng khối lượng ancol này trừ đi khối lượng NaOH nha, bấm máy thôi. 21,08 là khối lượng muối cộng ancol 8,08 trừ cho khối lượng NaOH 0,24 nhân 40. Rồi bạn sẽ có khối lượng của hỗn hợp E là 19,56 gram. 19,56 gram nha.
Rồi thì đây mạnh dạn, chúng ta phải xử lý CO2 và nước ở đây nhé. Xử lý CO2 và nước, bạn sẽ có đây là x này, đây là y. Rồi thì ngay ở chỗ này, cái bước số 2 các bạn sẽ xử lý hệ phương trình này, bạn sẽ có ngay số 2, bạn xử lý hệ phương trình ở chỗ đốt cháy nha. Thì 19,56 bảo toàn khối lượng này cộng cho oxy 32x bằng CO2 là 0,86 nhân 44 cộng nước là 18y. Đó, những bước xử lý căn bản. Thứ hai là bảo toàn ô nhé. Ô thì bạn có đây này, đấy, 0,24 nhân 2 cộng cho x nhân 2 bằng CO2 là 0,86 nhân 2 cộng nước 1y. Rồi bạn sẽ có ngay được y này, có x y nhé, bấm máy. 32 trừ 18 0,86 nhân 44 trừ 19,56 2 trừ 1 0,86 nhân 2 trừ 0,24 nhân 2. Rồi bạn ít là 1,01. Rồi y là 0,78. Rồi thì tới đây nha. À, tới đây thì các bạn phải hiểu tiếp theo nè, là như vậy. Rồi ST đơn trước, chúng ta có ST đơn, chúng ta ST 2 trước, ST đơn trước, ST 2 trước nha, đơn trước 2 trước. Rồi thì ban đầu á là chúng ta chưa biết là nó no hay không no, nhưng bây giờ chúng ta xem này, cho ST cộng với NaOH thu được ancol no. Ancol này bà cho no rồi nhé, đúng không? Ancol này để nó cho no. Rồi muối, muối sau khi chúng ta giải xong thì cái muối này cũng no, đúng chưa? Ancol no, muối no, như vậy ST no. ST no như vậy là ST đơn trước thì có 1 pi. Có 1 pi. ST 2 trước thì 2 pi. Đó, ST 2 trước là 2 pi. Thì sau đó nha, các bạn sẽ xài công thức quen thuộc của thầy là số mol CO2 này trừ đi số mol nước, đúng không? Số mol nước. Đó, bằng K trừ đi 1 nhân số mol của hợp chất hữu cơ. Các bạn thế vào bạn sẽ có ngay ST đơn trước này, CO2 là 0,86, bạn trừ cho nước là 0,78, đúng không? ST đơn trước là 1 trừ 1 nhân là mất bằng 0, đơn này nhân số mol ST đơn cộng với ST 2 trước 2 pi 2 trừ 1 nhân số mol ST 2 trước. ST 2 trước đó thì bạn sẽ có ngay được số mol ST 2 trước đây, đúng không? Cái này bỏ này, 0,86 trừ 0,78, 0,86 trừ 0,78. Rồi bạn sẽ có 0,08 mol của số mol ST2 trước, đúng chưa? ST2 trước bạn có 0,08 mol này. Rồi, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn cái gốc COO. Gốc COO đây là 0,24. Bạn trừ cho ST2 trước là có hai nhóm COO đúng không? Trừ cho hai lần của 0,08. Đúng chưa? 0,24 trừ hai lần 0,08 thì số mol ST đơn cũng là 0,08 luôn. Đó, 0,08. Ok. Bước đó các bạn phải xử lý thật nhanh nhá. Rồi, tiếp tục này. Thì tới đây chúng ta đã xử lý xong cái thằng muối rồi. Bây giờ chúng ta đã biết được số mol của từng ST luôn rồi. Và bây giờ ta sẽ xem là cái ancol nha. Chúng ta xem cái ancol. Các bạn xem ancol này. Bây giờ xử lý ancol. Xử lý ancol nhá. 8,08 gram ancol. Rồi. Xử lý qua khối lượng cũng được, qua số mol C cũng được luôn. Thế giờ ST đơn trước thì phải sinh ra ancol đơn, vì ancol đơn trước nhỏ nhất là CH3OH này. ST2 trước, ST2 trước ở đây mà sinh ra muối đều là đơn, như vậy thì ancol sinh ra từ ST2 trước phải là ancol 2 trước, phải là C2H4OH hai lần này. Đúng chưa? Và tách ra nhóm CH2. Các bạn sẽ xử lý rất nhanh. ST đơn là 0,08 mol thì sẽ sinh ra ancol đơn 0,08 mol. ST2 trước, ST2 trước tạo bởi axit đơn và ancol 2 trước, nhưng mà ancol 2 trước là cũng 0,08 mol. Thì đó, bạn bấm rất nhanh và sẽ có được số mol của nhóm CH2 nhé. 8,08 các bạn trừ đi này, 0,08 nhân 32 trừ 0,08 nhân cho 62. Thì số mol của cái nhóm chia cho 14 nó chỉ có là, bây giờ ta sẽ bấm lại nha, 8,08 thì các bạn trừ cho 8,08 trừ 0,08 nhân 32 trừ 0,08 nhân 62, bạn chia cho 14 ha. Thì được số mol của nhóm CH2, được số mol của nhóm CH2 lúc này là 0,08
0,04. Rồi, bạn sẽ có 0,04 mol. Bạn sẽ có 0,04 mol. Như vậy thì cái ester hai chất này, không, cái ancol hai chất này nó không thể chứa, cái nhóm CH2 được nhá. Không thể cái chứa cái nhóm CH2 này được đâu. Thì ta có này. À. Vậy tới đây thì các bạn sẽ kết luận luôn vậy này. Ester hai chất của em ấy, nhá. Ester hai chất là tạo bởi cái nhóm là C2H4 này. Vì ester hai chất này là 0,08 mol rồi. Cái số mol ancol này 0,08 mà. Ancol hai chất ester hai chất 0,08 mol mà. Nó không thể có tách một nhóm CH2 từ cái chỗ này ra được. Tại vì nếu mà tách ít nhất là một nhóm CH2 đi thì số mol CH2 này cũng phải lớn hơn cũng ít nhất là phải 0,08 rồi. Mà CH2 bản tính có 0,04 à. Như vậy nhóm CH2 được tách từ ancol đơn nhá. Được tách từ ancol đơn. Rồi, bạn thấy cái muối này, quan sát cái muối nhá. 0,08 này thì không có cái muối nào là 0,08 cả. Không có cái muối nào 0,08 hết đúng không? Và lại nếu chứa hai muối giống nhau, nếu chứa hai muối gốc giống nhau này thì 0,08 nhân 2 phải là 0,16, mà đây thì không có cái muối nào 0,16 cả. Đúng không? Vậy thì cái ester hai chất này phải được phối hợp từ hai loại gốc axit luôn, gốc này và gốc này. Được chưa? Đó, rồi, gốc này từ gốc này nhá. Đúng chưa nào? Chúng ta tìm được ester hai chất rồi. Và đây là ông lớn nhất đúng không? Thì ông này sẽ là Z. Z. Rồi bây giờ tới cái khúc mà chúng ta sẽ xử lý hai cái ester còn lại nhá. Vậy thì cái ester đơn chức còn lại nó phải là như thế nào bạn thấy này? Nó phải là CH3 này. COO. Rồi gạch. Gạch đúng không? CH3 COO muối được tạo ra là 0,14 này. Mà ở ester trên nó tạo được 0,08 rồi thì có phải là số mol của ông ester đơn chức này còn 0,14 trừ 0,08 là còn 0,06 không? Rồi, cái ester đơn chức thứ hai là C2H5 COO này. Vì sao nào? Vì cái muối tạo ra chỗ này là 0,1 mà muối được tạo ra dưới này này mới được 0,08 thôi, như vậy ester này phải 0,02 nữa. Rồi. Thì các bạn quan sát đi. Ester đơn, tổng ester đơn là 0,08 mol này. CH3OH là 0,08 mà số mol CH2 là 0,04 này, đúng không? 0,04. Thì cái 0,04 này nó không thể tách, cái ester 0,04 này nó không thể tách từ cái nhóm CH2 0,04, không thể tách từ cái thằng trên này được. Tách từ thằng trên thì ít nhất số mol nó phải 0,06 rồi. Như vậy thì nhóm CH2 này phải tách từ cái dưới này. Đó. Mà số mol là 0,02 nghĩa là sẽ tách ra hai nhóm CH2. Thì bạn đây sẽ có đây C3H7 này. Đúng chưa? C3H7. Còn trên này sẽ là CH3 nhá. Đúng chưa? Thì chúng ta đã tìm được xong. Đấy. Số mol. Công thức của các ester. Như vậy cái việc tìm khối lượng của Y. Y là ai? Y là cái ông trung gian đúng không? Y là cái ông nhỏ hơn. Đây là X này, chất nhỏ nhất. Đây là chất Y này. Rồi thì các bạn bấm ha. Đây khối lượng MI. Thì nó sẽ bằng 29 cộng 44 cộng 43 nhân cho 0.02. Rồi các bạn có 2,32 gram. À, rồi nha. Rồi các bạn chưa rõ chỗ nào thì inbox dưới phần video. Thầy sẽ đáp tiếp cho các bạn nhé.